Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ đến với các bạn trong cái phần bài 1 trong cái chuỗi 10 bài làm chủ điều khiển nội suy hai trục QD77MS2 điều khiển cho Sevco MRJ4B. Bài 1 thì chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ các cái kiến thức về định vị, cấu hình cho hệ thống định vị và các cái sơ đồ đấu dây cho PLC, driver và các cái cảm biến. Và cuối cùng là chúng ta sẽ đi lập trình một cái bài toán điều khiển số. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu các cái ứng dụng mà cái hệ thống điều khiển servo đem lại lợi ích cho con người như thế nào. Như chúng ta đã biết thì nếu mà chúng ta sử dụng một cái đồng hồ để chúng ta xoay các cái kim dây thì mỗi một lần xoay ấy, thì đồng hồ chúng ta sẽ xoay được 6 độ. Đúng không ạ? Và đi hết một vòng thì sẽ được 360 độ thì đủ 60 giây thì tương đương với 1 phút. Với cái độ chính xác như vậy thì chính xác như đồng hồ đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy rằng là với động cơ servo thì sao? Nếu chúng ta tưởng tượng là chúng ta chia cái trục xoay của động cơ servo ra làm 4 triệu 194.304 mức thì với một xung động cơ servo chúng ta sẽ xoay tương đương với 0,000085 83068 độ. Tức là cái góc quay của động cơ servo là vô cùng nhỏ và nó có thể chính xác, rất chính xác như vậy. Chính vì cái sự ưu việt trong cái sự chính xác của động cơ servo mà động cơ servo thì được ứng dụng rất nhiều, rất rộng rãi trong các cái hệ thống công nghiệp. Các bạn thì có thể thấy được rằng là trong các cái nhà máy, các cái tính năng đồng bộ tốc độ và cái tính năng di chuyển chính xác của động cơ servo được ứng dụng rất nhiều trong công nghiệp, nhất là trong các cái công nghiệp lắp ráp, và để chúng ta tạo ra những cái sản phẩm rất là chính xác được thì đấy chính là cái ý nghĩa của động cơ servo. Và với cái ý nghĩa to lớn như vậy thì việc tìm hiểu và nghiên cứu về động cơ servo cũng là một yếu tố rất cần thiết. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái bài toán mà chúng ta sẽ bài bài số 1 là chúng ta sẽ trong cái chuỗi bài để chúng ta làm chủ điều khiển nội suy hai trục cho PLC Mitsu dòng Q để điều khiển cho driver MRJ4B dòng B điều khiển qua cáp quang. Thì sau đây tôi xin giới thiệu cái bài toán. Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn cái phần thiết bị và cái bài toán mà chúng ta sẽ thực hiện ngày hôm nay. Thiết bị ở đây thì tôi gồm có một con PLC Q06 UDEH CPU và đi kèm với nó là các cái module đầu vào đầu ra. Đây là QX40, Q40, các đầu vào ra tương tự. Và đặc biệt chúng ta cần chú ý đây là module QD77MS2. Đây là module định vị hai trục. Và đây là module sensing. Ở đây chúng ta không cần quan tâm đến các module khác, chúng ta chỉ cần quan tâm đến các cái module vào ra số và module điều khiển hai trục QD77MS. Ở đây thì tôi có hệ thống các cái nút nhấn được kết nối với đầu vào số của PLC. Các nút nhấn ở đây gồm có các nút servo on, bật tắt servo này, nút chạy thuận, nút chạy ngược, nút gọi về home, nút reset khi hệ thống bị lỗi hoặc cảnh báo, nút để chúng ta đến cái vị trí mà chúng ta muốn đến, và nút gọi vị trí. Và ở đây thì đây là một cái hệ trục. Đây chúng ta chỉ có một trục thôi. Bài đầu tiên chúng ta chỉ làm với một trục. Được hệ trục này sẽ được di chuyển sang trái phải thông qua bộ điều khiển của nó là sử dụng một con servo HF. Và ở đây thì chúng ta sẽ có module điều khiển MRJ4 20B. Đây là module điều khiển qua cáp quang. Thì cái việc chuyển dữ liệu giữa PLC và driver thì được thực hiện thông qua cáp quang. Điều này sẽ giúp cho cái tốc độ xử lý của nó sẽ được cải thiện rất rất nhiều lần. Đây là hệ thống module cáp quang. Đây là điều khiển một trục, do đó là tôi chỉ cần một driver thôi. Bài toán chúng ta được điều khiển như sau này. Hệ thống sẽ được bật tắt bởi servo on. Khi tôi bật servo on lên thì hệ thống này mới có thể làm việc được. Trục vít-me đang ở vị trí bất kỳ, tôi có thể cho nó chạy thuận, chạy ngược, tức ở đây có thể là sang trái hoặc sang phải.
cái tốc độ sang trái sang phải chúng ta có thể điều chỉnh được thông qua chương trình. Và trong quá trình điều khiển thì chúng ta có thể đặt cái thời gian tăng tốc giảm tốc tùy theo cái nhu cầu của chúng ta. Với cái bài toán này thì chúng ta thứ nhất là chức năng nhiệm vụ của cái hệ thống cần phải thực hiện được. Thứ nhất đó là chúng ta chạy thuận chạy ngược. Được chưa ạ? Thứ hai là hệ thống đang ở vị trí bất kỳ. Hệ thống đang ở vị trí bất kỳ, tức là nằm ở bên tay phải của cảm biến dock, tức là vị trí home kia. Thì tôi có thể gọi về vị trí home bằng cách tôi nhấn nút home. Thì chúng ta thấy rằng là cái bàn của chúng ta đấy nó sẽ trượt từ phải qua trái, từ phải qua trái, sau đó nó sẽ đi qua cái điểm home, sau đó nó giật về, sau đó nó mới trở về chính xác vị trí home. Thì đây là cái cách thức nó về home. Còn từ vị trí home chúng ta sẽ gọi nó đến cái vị trí post mà chúng ta đang cài đặt sẵn kia. Thì bằng cách chúng ta nhấn nút go to thì nó sẽ đến đúng cái vị trí đó. Cái tốc độ di chuyển chúng ta có thể thay đổi được, và vị trí đến chúng ta cũng có thể thay đổi được. Ở đây tôi bài toán đầu tiên thì tôi sẽ làm rất là đơn giản, có nghĩa là từ vị trí bất kỳ chúng ta có thể cho bàn trượt chạy trái chạy phải, gọi về home, từ home đến vị trí post, và từ bất kỳ vị trí nào đó trở về home. Ví dụ từ vị trí post chúng ta trở về home bằng cách chúng ta nhấn home. Và đến bất kỳ vị trí nào mà chúng ta mong muốn, quay trái quay phải. Từ vị trí bất kỳ nào đó chúng ta đến post. Dạ. Và về home. Đấy là chính là bài toán mà hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn. Tôi vừa mới giới thiệu cái bài toán ngày hôm nay chúng ta sẽ làm việc với nhau. Thì vậy để thực hiện được cái yêu cầu cái bài toán đó thì việc đầu tiên chúng ta nên tìm hiểu những cái định nghĩa hay là những cái kiến thức liên quan đến định vị. Thì khi chúng ta hiểu được rõ được các cái định nghĩa này rồi thì trong lúc cài đặt và các cái đọc tài liệu thì chúng ta sẽ dễ dàng tiếp thu được hơn. Chúng ta nên đi theo từng bước một. Cái khái niệm đầu tiên mà tôi muốn làm rõ với các bạn đó là thế nào là định vị. Đấy, chúng ta vẫn dùng cái thuật ngữ này để định vị. Vậy định vị là gì? Định vị là điều khiển một vật từ vị trí ban đầu đến vị trí mục tiêu một cách chính xác. Đấy, chúng ta có thể hình dung cái quá trình di chuyển của nó. Và cái quãng đường mà di chuyển từ vị trí ban đầu đến vị trí mục tiêu chính là cái khoảng cách hành trình. Cái khái niệm định vị chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu như vậy. Và cái cách nó xuất phát thì các bạn sẽ nhìn thấy từ mép này đến mép này. Thì đây gọi là một lần định vị hay là một sản phẩm định vị. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái phần tiếp theo, đó là chính là cái quá trình tăng tốc và giảm tốc. Để cái quá trình di chuyển càng nhanh và càng tốt và càng chính xác ấy, thì chúng ta cần phải tăng tốc và giảm tốc một cách hợp lý. Chúng ta không thể đột ngột tăng từ cái giá trị 0 lên cái giá trị cao nhất sau đó dừng lại. Thì như vậy chúng ta sẽ có thể thực hiện được, tuy nhiên rằng nó sẽ về lâu về dài nó sẽ làm hỏng các cái cơ cấu. Và việc tăng tốc giảm tốc hợp lý là một cái điều vô cùng quan trọng trong điều khiển định vị. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thế nào là tăng tốc và giảm tốc. Thì tại vị trí bắt đầu và đây là vị trí mục tiêu, thì chúng ta sẽ thấy rằng có cái khoảng thời gian là nó sẽ, vật này nó sẽ đi từ từ và nó tăng. Đến đây cái giá trị nó ổn định và đến khi đến gần đến vị trí mục tiêu nó sẽ giảm tốc. Thì đấy chính là cái quá trình tăng tốc và giảm tốc của hệ thống. Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát. Vật bắt đầu tăng tốc đến đây và nó sẽ giữ tốc độ ổn định đến vị trí này. Và từ đây nó sẽ giảm tốc xuống. Và khi đến vị trí mục tiêu thì nó sẽ đứng im như thế này. Thì các bạn hình dung rằng đây chính là cái lý tưởng, tức là cái mà Seppo nó mong muốn cho các bạn. Còn đây là quá trình vật thực tế di chuyển. Và cái trục này là trục thời gian. Các bạn để ý nhé, đây là trục thời gian chứ không phải là vị trí của nó.
Thì tôi vừa đã làm cho các bạn hình dung được là cái quá trình tăng tốc và giảm tốc như thế nào. Đây là những cái khái niệm rất quan trọng trong định vị. Tiếp theo, ở đây thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái cách thức di chuyển, là tại sao mà servo nó có thể điều khiển chính xác cái hệ thống như vậy, và cái hình ảnh mà sự thay đổi lý tưởng này, đây chính là cái đường mờ này, và cái sự thay đổi tốc độ thực tế nó sẽ được thể hiện như thế nào trong cái hình này. Thì chúng ta tưởng tượng đây là chuyển động thực tế của vật, còn đây là chuyển động theo hướng dẫn, chính là cái điều mà chúng ta sẽ mong muốn cho vật nó hoạt động và động cơ driver nó sẽ đưa ra để nó điều khiển cái vật. Thì chúng ta sẽ thấy rằng nếu mà vật chuyển động thực tế thì nó sẽ gặp các cái ma sát trên cái bề mặt của nó và nó sẽ không thể chuyển động ổn định được. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng là cái vật này vẫn phải đến vị trí mục tiêu một cách chính xác. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem cái quá trình di chuyển của nó. Đấy, khi vật chúng ta nhìn thấy là khi vật nó chậm thì nó sẽ đòi hỏi tăng tốc lên một chút. Đấy. Và cuối cùng thì cái chuyển động theo hướng dẫn này này và chuyển động của vật thực tế nó vẫn đến được đúng mục tiêu. Nếu vật gặp ma sát lớn hơn thì sau khi thoát khỏi cái vực ma sát đó thì nó sẽ được bù lại bằng cách nó tăng tốc lên để làm sao cho bám sát được cái chuyển động theo hướng dẫn. Thì đấy là cái cách thức mà động cơ servo nó sẽ được hiệu chỉnh bằng cách kiểm soát cái thông tin phản hồi. Nó luôn luôn phản hồi cái giá trị thực tế và nó so với cái giá trị nó hướng dẫn. Hai cái giá trị này luôn luôn được so sánh với nhau. Thì trong cái phần cấu hình cho cái thiết bị định vị thì chúng ta thấy ở đây thì nó sẽ gồm có các cái thiết bị như sau. Trong phần cấu hình thiết bị cho điều khiển định vị thì chúng ta sẽ gồm có những thiết bị như sau. Ở đây chúng ta sẽ có thành phần đầu tiên, đó chính là cái mô đun định vị. Cái mô đun định vị này chính là mô đun chuyên dụng của Pinsight MitsuQi dòng Q. Chúng ta nếu mà chúng ta không sử dụng cái mô đun này thì chúng ta có thể điều khiển xung. Tuy nhiên đấy là một dạng điều khiển khác dành cho các cái dòng servo dòng A. Còn với dòng B thì chúng ta sẽ sử dụng cái cáp quang để chúng ta điều khiển. Thì đây chính là cái bộ phận phát ra các cái tín hiệu lệnh điều khiển. Thứ hai đó là thành phần điều khiển. Thành phần điều khiển thì ở đây là chính là động cơ cái driver servo của chúng ta. Đây chính là bộ điều khiển khuếch đại. Và cái đầu ra của cái bộ khuếch đại này chính là cái nguồn điện cung cấp cho cái động cơ servo chúng ta hoạt động. Động cơ servo nó sẽ có gắn encoder đằng sau và nó sẽ phản hồi tín hiệu điều khiển lại cho driver. Chính là cái tín hiệu mà chúng ta hiệu chỉnh của chúng ta đấy. Căn cứ vào tín hiệu phản hồi này thì động cơ servo sẽ hiệu chỉnh cái tín hiệu nguồn điện cấp cho servo. Cái cơ chế hoạt động của bộ điều khiển servo của chúng ta ấy, thì hình dung rằng là chúng ta hình dung gồm có cái phần bộ điều khiển, đây chính là cái mô đun định vị hay chính là cái QD77MS của chúng ta này. Còn đây chính là driver và đây là động cơ có phản hồi encoder. Cái tín hiệu từ mô đun định vị sẽ được đưa vào bộ khuếch đại. Đây tín hiệu lệnh đây sẽ được đưa vào bộ khuếch đại. Chúng ta sẽ nhìn thấy quá trình điều khiển. Cái tín hiệu được định vị sẽ được đưa vào bộ khuếch đại. Và nguồn điện nó sẽ cấp cho driver và driver sẽ phản hồi lại cái tín hiệu mà nó đã encoder sẽ phản hồi lại cho driver. Và nếu cái tín hiệu phản hồi và cái tín hiệu lệnh mà chúng ta cái tín hiệu lệnh ví dụ như chúng ta cấp 1.000 xung mà encoder chúng ta phản hồi là 1.000 xung thì cái tín hiệu lệnh và tín hiệu phản hồi này là khớp nhau bằng không thì cái hệ thống chúng ta đang hoạt động bình thường. Còn nếu tín hiệu phản hồi về và cái tín hiệu lệnh mà khác nhau, khác không thì chứng tỏ là động cơ đang hoạt động chậm quá, chậm hoặc hoạt động nhanh. Thì lúc này cái bộ điều khiển này sẽ điều chỉnh và cấp lại cái nguồn điện giúp cho động cơ lúc này sẽ chạy nhanh hơn lên hoặc là chậm bớt đi để sao làm sao cho cái tín hiệu lệnh và cái tín hiệu phản hồi này luôn luôn trừ đi nhau thì bằng không. Thì cái vai trò của mô đun định vị của chúng ta là nó sẽ tạo ra cái tần số xung đậy. Như vậy là chúng ta thêm một cái định nghĩa nữa, thế nào là tần số xung đậy? Tần số xung đậy chính là cái số xung phát ra trong một đơn vị thời gian. Thế
dùng để điều khiển cái tốc độ của động cơ servo. Thì ý nghĩa của cái module định vị của chúng ta chính là phát ra số xung trong cái đơn vị thời gian để điều khiển cái tốc độ của nó. Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát một cái hệ thống điều khiển để hiểu rõ thế nào là xung đậy và thế nào là tần số xung đậy. Xung đậy là cái xung phát ra. Đấy, chúng ta hình dung xung đậy là số xung phát ra. Còn số xung phát ra trong một đơn vị thời gian thì đấy chính là xung đậy. Ở đây chúng ta sẽ có một cái ví dụ là ví dụ là một xung, thì ở đây thì chúng ta sẽ quay khi hệ thống là chúng ta cấp cho nó một xung cho động cơ servo điều khiển băng tải là một xung, thì nó sẽ xoay 12 độ. Đấy, và để xoay hết một vòng này thì chúng ta sẽ phải phát cho nó là 30 xung. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái cách thức nó hoạt động. Đây vị trí bắt đầu và vị trí mục tiêu. Hoàn thành một vòng quay thì chúng ta mất 30 xung, và mỗi một lần một xung thì nó sẽ xoay 12 độ và làm vật sẽ di chuyển. Nếu mà chúng ta càng cấp xung nhanh, càng cấp nhiều xung trong một đơn vị thời gian, tức là chúng ta tăng tốc lên thì động cơ quay càng nhanh. Và khi đến 30 xung thì cái vật chúng ta đến đúng cái vị trí mà chúng ta, vị trí mục tiêu mà chúng ta đã đặt. Thế đấy chính là cái thế nào là, tôi đã vừa làm rõ các bạn thế nào là xung đậy và thế nào là tần số xung đậy. Đấy. Trong cái hệ thống điều khiển servo của chúng ta ấy, thì nó có ba cái bộ phận, ba cái phần rất quan trọng, đó là chính là cái bánh răng điện tử, bộ đếm độ lệch và bộ đếm bộ khuếch đại tốc độ. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái ba cái khối này. Ba cái khối này chính là cái sự kết hợp với nhau để tạo ra cái điều khiển vô cùng chính xác của động cơ servo. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm đến cái bánh răng điện tử. Cái bánh răng điện tử này, ý nghĩa của nó hay là người gọi là hộp số điện tử, thì chúng ta biết rằng là với các cái mô đun định vị thì chúng ta thấy là cái tần số phát xung của nó đạt chỉ đạt maximum là 1 mê, tức là 1 triệu xung trên 1 giây. Trong khi đó với các cái động cơ của chúng ta ấy, thì cái độ mã hóa cái số vòng quay của nó, ví dụ như cái động cơ này chúng ta ấy, có cái độ phân giải mã hóa là 262.144 xung trên một vòng. Có nghĩa là để xoay cho cái động cơ này xoay một vòng thì chúng ta sẽ phải cung cấp cho nó 262.144 xung. Thì với cái bộ điều khiển định vị này, nếu chúng ta không có các cái yếu tố khác, chúng ta cấp thẳng trực tiếp cho động cơ, thì lúc này chúng ta thấy rằng là nó chỉ xoay được với cái tốc độ maximum của nó là 229 vòng trên phút. Mà trong khi đó cái động cơ của chúng ta nó có thể quay với cái tốc độ là 3.000 vòng trên phút. Đấy là tốc độ quay danh định, tức là ở tại vị trí đó là nó hoạt động tốt nhất, ở hiệu suất cao nhất. Và cái tốc độ tối đa mà nó có thể quay được là 6.000 vòng trên phút. Mà nếu chúng ta cấp cho nó 1 mê thì lúc này nó chỉ quay được 229 vòng trên phút. Như vậy làm thế nào đó để cho chúng ta khai thác được tối đa cái tốc độ quay của cái động cơ này? Thì nếu mà chúng ta sẽ tăng gấp đôi cái số xung này lên thì là chúng ta sẽ quay với tốc độ là 458 vòng trên phút. Vẫn chưa đạt đến cái tốc độ danh định là 3.000. Nếu chúng ta tăng 10 lần lên thì mới được 2.290. Và chúng ta tăng 20 lần lên thì lúc này nó sẽ quay được với 4.580 vòng trên phút. Như vậy là với cái tốc độ này thì nó đã đạt được, vượt quá được cái giá trị danh định này rồi. Và chúng ta hoàn toàn có thể khai thác tối đa được cái hiệu năng của cái động cơ servo. Như vậy cái bánh răng điện tử đây, ý nghĩa của nó là gì? Là nó sẽ khuếch đại, nó sẽ tăng được cái lượng số xung lên để khai thác tối đa cái tốc độ quay của động cơ. Khi các cái mô đun định vị hoặc cái nguồn phát xung của chúng ta có cái tần số hạn chế. Như vậy là chúng ta đã hiểu được cái bánh răng điện tử rồi. Vậy cái cách thức làm thế nào để xác định được cái hệ số bánh răng điện tử? Thì chúng ta phải hình dung là cái tần số xung đậy nó phải lớn hơn cái tốc độ quay của động cơ. Thì lúc này chúng ta mới có thể khai thác tối đa được cái tốc độ của động cơ servo. Mà tần số xung đậy thì nó chính bằng tần số xung đậy tối đa nhân với hệ số bánh răng điện tử. Như vừa nãy tôi đã vừa giải thích các bạn rồi. Nếu 1 mê thì chúng ta sẽ cần phải, nếu tốc độ phát xung 1 mê thì chúng ta phải tăng lên 20 lần. Đúng không ạ? Thì với cái ví dụ như này chúng ta sẽ thấy được ngay được cái hệ số bánh răng điện tử phải đạt cái giá trị như nào. Ví dụ như ở đây tôi sẽ có tần số xung đậy là
200.000 xung trên giây, với cái độ phân giải của chúng ta là 16.384 xung trên một vòng, thì lúc này chúng ta sẽ thấy là cái tốc độ danh định của chúng ta là sẽ đạt được 2.400 vòng trên phút và tương đương với 40 vòng trên giây. Thì lúc này chúng ta sẽ cần phải tính tìm được cái hệ số danh trang điện tử như thế nào để đạt được cái tốc độ tối đa của nó. Thì chúng ta sẽ dựa vào cái công thức tính như này, thì chúng ta sẽ đạt được cái giá trị và cái hệ số danh trang điện tử phải lớn hơn bằng cái giá trị này. Chưa? Rồi, chúng ta đã vừa tìm hiểu được cái ý nghĩa của cái bánh răng điện tử rồi, nó chính là sẽ nhân cái số xung đệnh của cái bộ điều khiển này lên. Với cái sau khi mà nhân cái số xung đệnh lên rồi thì nó sẽ đưa vào một cái hệ thống. Hệ thống này gọi là bộ đếm độ lệch. Đây chính là một cái bộ đếm mà chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu để chúng ta biết được rằng là tại sao mà thằng động cơ servo nó có thể điều khiển chính xác như vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ hiểu như này. Cái hệ thống này nó khi nó đưa xung đệnh vào đây, ví dụ như nó cấp 1.000 xung thì nó sẽ đi cấp cho động cơ servo, và động cơ servo này nó sẽ chạy, và trong quá trình chạy thì nó sẽ phản hồi bằng cái bộ mã hóa này trở về cái bộ đếm này. Bộ đếm này là cấp vào dương, ví dụ như tôi cấp 1.000 xung mà anh phản hồi cho tôi là có 800 xung, như vậy là còn thiếu 200 xung nữa. 200 xung nữa này sẽ chính là nó sẽ đếm cái số xung lệch này, và từ cái hệ số xung lệch này nó sẽ quyết định là sẽ cấp cho cái động cơ này cái giá trị điện áp là tăng lên hay giảm đi, thì lúc này động cơ nó sẽ quay nhanh hơn hay là chậm đi. Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát. Các cái xung phản hồi đầu vào sẽ được trừ đi. Đấy. Và luôn luôn là sẽ thấp hơn nhé. Cái xung phản hồi sẽ luôn luôn sẽ thấp hơn. Và là hệ thống nó sẽ làm cho cái động cơ này quay chậm hơn so với cái mục đích mong muốn của nó. Thì ở đây để mà như vậy là các bạn có thể chưa lắm rõ, hiểu rõ được cái phần bộ đếm độ lệch. Ở đây thì tôi sẽ mô tả nó thông qua một cái hệ thống như thế này. Thì cái xung đầu vào chính là rót nước vào một cái bình. Đúng không ạ? Còn cái xung phản hồi này là xả cái xung đó, cái xung mà cái hệ thống rót vào này ra. Được chưa? Và cái số xung nỗi thì được chứa trong cái bình này. Chúng ta sẽ hình dung rằng như này. Nếu mà hệ thống bắt đầu chúng ta hoạt động tại vị trí này thì bắt đầu nó tăng tốc. Tăng tốc lúc này số xung vào sẽ được cấp vào đây. Ví dụ như là chúng ta cấp vào 1.000 xung. Đây nó sẽ xả đi 800 xung, như vậy sẽ còn 200 xung nỗi ở đây. Đấy. Đến vị trí bình thường này bắt đầu hệ thống nó giảm tốc, thì lúc này cái số xung nỗi được tích lũy ở đây nó sẽ bị xả ra cùng và nó sẽ giảm dần đến cái khoảng gần kết thúc. Và đến khi kết thúc và vị trí dừng lại thì toàn bộ cái số xung nỗi này sẽ được cung cấp để cho động cơ xoay và dừng lại khi số xung nỗi là bằng 0. Đấy. Thì chúng ta có thể hình dung rằng là cái bộ đếm độ lệch chính là cái độ lợi vòng lặp vị trí. Cái này chính là một cái thông số mà chúng ta cài đặt trong quá trình mà chúng ta điều khiển động cơ servo. Tuy nhiên cái thông số này thì chúng ta đối với cái hệ thống động cơ servo thì chúng ta sẽ sử dụng các cái bộ điều khiển phản hồi một cách tự động, tức là chúng ta sẽ tự động cho cái hệ thống của chúng ta tìm ra các cái thông số cài đặt tối ưu nhất cho hệ thống một cách tự động. Còn đối với những người mà có kinh nghiệm lâu năm thì người ta sẽ cài đặt các cái thông số bằng tay, và việc tính toán các cái thông số đó thì nó dựa trên các cái kinh nghiệm. Và ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ có ba cái cách lựa chọn cái độ lợi vòng lặp này. Cái độ vòng lặp này chính là cái nó đại diện cho cái bình mức này. Nếu mà cái bình mức này nhỏ thì chúng ta thấy là cái độ lợi này quá cao, tức là cái đáp ứng này chúng ta vào là quá cao này, còn ở trạng thái tối ưu này và trạng thái quá thấp. Thì với ba cái trạng thái này người ta so sánh với nhau thì cái trường hợp thứ nhất này nó sẽ làm cho cái hệ thống của chúng ta đáp ứng quá mức và nó có thể làm cho vượt cái quá cái giá trị trường dừng, tức là nó sẽ không dừng chính xác và nó sẽ khi dừng rồi nó còn chúng ta còn nhìn thấy nó còn lắc qua lắc lại, thì như vậy là cái độ lợi vòng lặp nó quá cao. Còn cái trạng thái thứ hai tối ưu hơn đó là chúng ta
tốc độ và cái độ chính xác là lý tưởng. Còn cái trạng thái thứ ba thì chúng ta thấy rằng là nó dừng thì rất là mượt, nhưng mà cái thời gian mà để nó dừng ấy thì nó quá chậm. Đấy, thì nó dẫn đến mất thời gian. Thì cái hệ thống này cũng không phải là tối ưu. Còn cái hệ thống tối ưu đó chính là cái giá trị này thích hợp. Cái này thì chúng ta sẽ tự động điều chỉnh trong cái hệ thống điều khiển của các bạn, chúng ta không cần phải cài đặt tính toán kỹ lắm. Và đây chúng ta có thể đưa ra cái cách tính được cái số lỗi này. Xung đưa vào là 1.000 và xung phản hồi về là 800, thì chúng ta thấy số xung lỗi là 200. Đấy. Thì cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy ở đây ấy, thì cái phần diện tích mà lệch này chính là cái phần xung lỗi. Và cái số xung lỗi thì bằng số xung lệnh trừ đi số xung phản hồi. Thì chỗ này chúng ta sẽ tính được rằng là để xả hết 200 cái xung lỗi này thì cái tốc độ xả là bao nhiêu, nó 5 radian trên giây. Thì đây chính là cái cách thức mà để hệ thống làm sao nó dừng chính xác. Tức là khi nó đã dừng rồi thì có nghĩa là số xung lỗi ở đây bằng 0. Đây, chúng ta tại thời điểm dừng đây. Thì đây chính là cái cách thức mà để chúng ta tính toán cái độ lợi vòng nạp vị trí. Và cái phần thứ ba ở đây mà chúng ta cần phải quan tâm đến đó chính là cái bộ khuếch đại tốc độ. Ở đây cái bộ khuếch đại tốc độ thì chính là nó dựa vào cái độ lệch của bộ đếm này. Để độ lệch càng nhiều, càng lớn, tức là số xung lỗi càng lớn thì cái lệnh tốc độ ở đây càng cao. Tức là nó sẽ phải, nó lệch nhiều, có nghĩa là tôi cấp cho anh 1.000 nhưng anh trả lại tôi có 600 thì có nghĩa là 400. Còn nếu mà tôi cấp cho anh 1.000 mà đội anh 800, anh trả về tôi 800 thì là 200. Thì với 200 và 400 thì thằng 400 sẽ lệch nhiều hơn. Thì lúc này sẽ nguồn điện nó cấp cho cái động cơ này cao hơn. Và tốc độ quay động cơ sẽ cao hơn, nhanh hơn lên để bù lại cái lượng đó. Thì cái bộ khuếch đại tín hiệu này, bộ khuếch đại tốc độ này nó sẽ phụ thuộc vào cái độ lệch. Độ lệch càng lớn thì lệnh tốc độ càng cao và tốc độ quay cái động cơ càng cao. Còn số xung lỗi bằng 0 thì nó sẽ đưa ra cái tốc độ lúc này sẽ không đổi và động cơ lúc này sẽ dừng. Lệch tốc độ bằng 0 thì lúc này đã hoàn toàn là hết cái phần xung lỗi. Đấy. Cái phần định nghĩa tiếp theo mà đây tôi muốn làm rõ các bạn đó chính là các cái phương pháp định vị. Thì trong hệ thống định vị của Servo thì nó có hai phương pháp định vị. Đó là phương pháp định vị tuyệt đối ABS và phương pháp định vị tương đối INC. Phương pháp định vị tuyệt đối ABS thì nó sẽ phù hợp với trong các cái máy gia công. Thì phương pháp này, hai phương pháp này khác nhau ở điểm nào? Phương pháp định vị tuyệt đối thì nó khác ở điểm đó là gì? Nó sẽ căn cứ vào cái giá trị ở vị trí hiện tại của vật so với gốc là bao nhiêu. Ví dụ như vị trí của vật so với gốc hiện tại khoảng cách bằng N và cái vị trí đích đến của nó thì có khoảng cách với vị trí ban đầu là M. Thì cái vị trí hiện tại của cái hệ thống này nó sẽ là bằng M trừ đi N. Tức là cái vị trí hiện tại của nó sẽ được thông qua khoảng cách, sự thay đổi giữa hai khoảng cách. Và đạt được khoảng cách này khi cái M bằng với N, tức là cái khoảng cách này, cái hiệu đó nó bằng 0. Thì cái giá trị của chúng ta sẽ đạt đến cái đích đến. Còn cái khoảng cách của cái phương pháp định vị tương đối thì nó sẽ là từ cái giá trị ban đầu đến cái giá trị điểm cuối thì hành trình của nó là N và luôn luôn được so sánh. Đến khi cái giá trị, cái khoảng cách mà của vật đến và bằng N thì nó sẽ dừng lại. Thì hai cái phương pháp này thì nó sẽ khác nhau ở điểm đó là chúng ta sẽ xem cùng một cái ví dụ như này. Đây là một cái hệ thống mà phát hiện vị trí tuyệt đối và hệ thống phát hiện điều khiển tương đối. Thì với hệ thống tuyệt đối thì chúng ta thấy là trong khi đang hoạt động mà hệ thống bị mất điện. Đấy, mất điện. Thì đối với hệ thống tuyệt đối thì nó sẽ khi có điện trở lại thì nó sẽ đi tiếp vì nó sẽ nhớ được cái vị trí mà nó đang đứng trước lúc mất điện là ở đâu. Và khi mất điện còn lại, khi có điện trở lại thì nó sẽ tiếp tục chạy. Còn đối với hệ thống lũy tiến, tức là hệ thống tương đối, thì lúc này nó bắt buộc phải trở về gốc, sau đó nó mới đi tiếp được. Thì đây là sự khác nhau giữa cái hai cái phương pháp định vị. Thì đương nhiên chúng ta sẽ thấy cái vị trí tuyệt đối, cái hệ thống phát hiện vị trí tuyệt đối là nó sẽ tối ưu hơn, đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta sẽ phải sử dụng thêm một cái thiết bị, đó là cái pin, để cho nó lưu được cái vị trí trước lúc mất điện. Còn nếu với hệ tương đối này thì chúng ta sẽ không cần phải sử dụng pin.
Tuy nhiên là nó sẽ mất thời gian hơn. Với cái hệ thống này thì nó sẽ rất quan trọng đối với các cái máy gia công kim loại. Còn những cái hệ thống này thì nó phù hợp với các cái máy in hơn. Ở đây chúng ta sẽ làm quen với các cái khái niệm khác, đó là cái khái niệm về thời gian tăng tốc và giảm tốc, tính toán các cái quãng đường di chuyển. Thì ở đây là chúng ta sẽ dựa vào cái thời gian tăng tốc giảm tốc. Nếu chúng ta biết được cái thời gian này, thì chúng ta sẽ suy ra được cái quãng đường và vận tốc. Ví dụ như là ở đây chúng ta muốn biết rằng là chúng ta cần phải xoay bao nhiêu vòng thì cái vật của chúng ta sẽ từ điểm A đến điểm B, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ tính toán bằng cách đó là chúng ta sẽ tính toán quãng đường trước. Nếu chúng ta biết quãng đường trước và chúng ta biết được rằng với một vòng quay của động cơ thì vật sẽ di chuyển bao nhiêu, thì chúng ta sẽ lấy cái quãng đường đó chúng ta chia cho cái quãng đường di chuyển khi động cơ quay một vòng, thì chúng ta sẽ ra được cái số vòng quay. Và từ cái số vòng quay đó thì chúng ta sẽ xác định được cái xung lệnh. Ví dụ như là 1.000 xung thì động cơ sẽ quay được một vòng, thì ở đây chúng ta cần phải quay 1,5 vòng thì nó sẽ xoay được điểm từ đến điểm A đến B, thì lúc này chúng ta sẽ phải cấp cho động cơ là 1.500 xung. Thì đây chính là cái bài toán tính toán vận tốc và cái quãng đường di chuyển của động cơ servo. Thì đây chính là cái công thức để chúng ta tính toán. Ở đây chúng ta cần phải tìm hiểu đến cái phần đó là khóa servo, và khi chúng ta tác động cái lực vào cái trục động cơ servo ấy, khi mà chúng ta đã bật lên rồi thì chúng ta thấy rằng là động cơ nó sẽ chạy theo và nó sẽ trở lại về vị trí gốc, thì đấy chính là cái khóa servo. Chúng ta cái hình dung một cái ví dụ như này. Thế bây giờ một cái thang máy nó đang đang đi lên. Đấy, đang đi lên và đến vị trí dừng thì nó sẽ dừng lại. Và khi dừng lại rồi, chúng ta sẽ đưa một vật vào, đưa người vào thang máy, thì lúc này cái thang máy nó sẽ chịu một cái trọng lực, lực nhiễu. Lực nhiễu thì nó sẽ tạo ra một cái xung. Và cái sự lượng xung này nó sẽ tạo ra bộ đếm độ lệch và nó khác không. Và lúc này bộ đếm độ lệch nó sẽ đưa ra cái số xung điều khiển để bù lại cái lượng mà nó đã vừa với cảm nhận, thì lúc này nó sẽ trở lại được đúng cái vị trí trước đó. Thì đấy là cái việc đó là chúng ta sử dụng cái khóa servo. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo, đó là cái phần về các phần thiết bị cho cái bài toán điều khiển ngày hôm nay. Trên cái bài toán điều khiển đó thì chúng ta sẽ cần phải có một cái máy tính, và chúng ta phải cài các cái phần mềm chuyên dụng, đó là GXWork2 và phần mềm MRConfig. GXWork2 thì ở đây chúng ta sẽ lập trình cho PLC, còn MRConfig thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta thiết lập các cái thông số cho cái bộ điều khiển servo của chúng ta. Và trên cái module PLC của các bạn thì ở đây là chúng ta sử dụng PLC dòng Q, do đó là chúng ta bắt buộc chúng ta phải có một cái module, đó là module định vị. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái module định vị QD77MS2. MS2 ở đây có nghĩa là điều khiển được hai trục. Tức là cái bộ điều khiển này sẽ được kết nối với điều khiển đồng thời hai động cơ servo cùng một lúc. Và với cái driver mà chúng ta sử dụng, đó là MRJ4 dòng B, thì chúng ta sẽ sử dụng điều khiển thông qua cái cáp quang. Khi mà chúng ta điều khiển bằng xung không qua cáp quang ấy, thì chúng ta thấy rằng là ở đây các cái phần tử nó kết nối với nhau, nó điều khiển thông qua các cái dây dây điện, đúng không ạ? Tuy nhiên ở đây phần cáp quang này thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi chúng ta thiết lập các cái thông số cho driver này, chúng ta không cần phải cắm trực tiếp cái vào kênh CN5 của nó, mà chúng ta sẽ thiết lập thông qua màn hình này và đao cái cấu hình xuống, thì nó sẽ thông qua cái cáp quang này và nó sẽ cấu hình cho cái driver G4 này, mà không cần phải sử dụng cái cổng USB mini. Chúng ta có thể rút cái cổng này ra cũng được, chúng ta không cần phải cài đặt ở đây. Bằng cách đó là chúng ta kết nối và chúng ta đao các cái thông số từ cái PLC này, nó sẽ thông qua cái cáp này và cái driver này chúng ta cũng sẽ được cấu hình. Và đây chúng ta sử dụng động cơ servo HF03, HFKR03, 053. Đây chính là cái phần chấp hành tín hiệu. Thứ nhất là tôi sẽ đi với các bạn cái phần đấu nối động lực cho cái driver.
Ở đây phần động lực thì chúng ta sẽ sử dụng điện áp một pha, và các em chú ý, ở đây các bạn chú ý rằng là chúng ta sẽ cấp một pha cho cái chân N1 và L3, thay vì là N1, N2. Chúng ta chú ý là ở đây MRJ4 thì chúng ta sẽ phải kết nối cổng N1 và N3, đồng thời chúng ta sẽ cấp song song là chân N1 với cả L11, và chân N3 thì chúng ta nối với cả L21 theo đúng cái cách thức như này. P3 và P4 thì chúng ta nối ngắn mạch với nhau, P cộng và D nối ngắn mạch với nhau, còn cổng UVV thì nó kết nối thẳng trực tiếp với cả cáp của động cơ, cáp cáp động cơ. Còn cái dây encoder thì chúng ta cắm một cổng CL2, cổng CN3 thì chúng ta sẽ kết nối các cái rừng khẩn cấp cũng như là các cái cảm biến dock hay là các cái phần đèn cảnh báo. Ở đây chúng ta sẽ kết nối đúng theo các cái sơ đồ mạch này của nó. Ở đây thì tôi đưa ra cái cấu hình cho hệ thống điều khiển pin IC, driver và sensor, thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây và chúng ta sẽ biết được là chúng ta cần phải điều khiển như thế nào đối với cái hệ thống điều khiển hai trục. Ở đây chúng ta mới điều khiển cho một trục thôi, thì ở đây thì nút, ở đây chúng ta sẽ có một cái module 77QD77MS2 ở đây. Thì ở đây nó đã có đưa ra các cái 40 cái đầu đầu cắm, thì chúng ta sẽ mua cái phần cáp cắm chuyên dụng và chúng ta xác định các cái chân này để chúng ta kết nối. Ở đây chúng ta sẽ kết nối cái nút dừng khẩn cấp vào cái phần QD77MS2 này. Chúng ta có thể thiết lập không dùng bằng trên phần mềm. Và từ cái đây thì chúng ta sẽ cắm một cái cáp quang SSCNET 3 gạch ngang H vào cái trục 1. Được chưa? Và từ cái trục 1 này chúng ta nếu mở rộng sang trục 2 thì chúng ta sẽ dùng cáp quang khác cắm vào cổng CN1B. Ở đây chúng ta sẽ có cái đầu cắm, tí nữa tôi sẽ giới thiệu sau. Rồi sang cái trục 2 thì lúc này chúng ta sẽ có thể điều khiển được hai trục. Và ở đây thì chúng ta có thể kết nối các cái đầu vào đầu ra để khởi động và báo hiển thị ra bên ngoài thông qua các đèn. Trên các cái driver của chúng ta thì chúng ta sẽ có các cái cảm biến hành trình trên, hành trình dưới, và cảm biến cữ tiệm cận này chính là cảm biến home nhé, hay gọi là cảm biến dock, và cảm biến trên hay cảm biến dưới thì chúng ta có thể là SNS hoặc là RNS, chính là forward và reverse, quay trái quay phải. Thì với mỗi một trục này thì chúng ta sẽ cần các cái cảm biến hành trình tiệm cận trên dưới. Thì cấu hình của nó thì chúng ta đây rõ có một pin IC nguồn cấp, module đầu vào, module đầu ra và module điều khiển vị trí hay module chuyển động đơn giản, bộ điều khiển servo MRJ4, động cơ, các cái cáp. Thì đây chính là cấu hình cho một cái hệ thống điều khiển pin IC, driver và servo. Chúng ta sẽ tìm hiểu qua các cái tính năng của hệ thống thông qua cái mặt phía trước của driver MRJ4 dòng B. Thì ở đây tôi đã đưa ra các cái mục chỉ dẫn. Mục 1 này là các cái đèn. Chúng ta để ý ở đây là có cái cổng CN1A, chính là đầu vào cáp quang từ pin IC chúng ta cắm vào đây. Còn từ nếu đây là trục 1 thì chúng ta sẽ từ đây sẽ cắm một cái cáp quang sang cái trục tiếp theo. Ở đây chúng ta chú ý ở đây cái phần 17 này, phần 17 ở chỗ này nó có một cái đèn báo, là khi cái đèn này, khi đèn mà nó đang sáng ấy, tức là mạch chính là nó đang có điện, thì chúng ta không không rút ra hay cắm vào các cái cáp, được chưa? Và chúng ta muốn rút ra cắm vào các cáp thì chúng ta phải cắt điện và đợi cho cái đèn này nó ngắt hết, thì lúc này chúng ta mới rút ra cắm vào các cái cáp này, tránh trường hợp mà chúng ta rút ra cắm vào các cái cáp mà nó sẽ dẫn đến là bị hỏng. Chúng ta chú ý cái điều đó. Ở đây cái cần quan trọng nhất mà chúng ta muốn kết nối được các cái cảm biến với cái driver của chúng ta ấy, thì là thông qua cái cổng CN3. Trên cái cổng CN3 này chính là một cái rắc cắm 20 chân. Thì đây chính là vị trí và chức năng của các cái rắc cắm 20 chân của cái cổng CN3. Ở đây tôi đã liệt kê ra đây rồi. Hình ảnh tôi đã liệt kê ra đây rồi. Thì chúng ta sẽ quan tâm chủ yếu là đến các cái cảm biến. Thứ nhất đó là cảm biến dừng này, cảm biến dừng khẩn cấp này, cảm biến giới hạn hành trình trên, giới hạn hành trình dưới, và cảm biến
Dock chính là cảm biến báo home. Còn đây là cái đầu ra để chúng ta đèn báo báo chúng ta. Còn cổng DICOM ở đây là cổng số 5 và cổng số 10 thì chúng ta nối chung với nhau và được nối với nguồn 24V. Mà chân số 3 thì chúng ta lấy DOCOM chính là nối với 0V. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng một cái nguồn ngoài 24V. Và nguồn ngoài này thì tôi khuyến cáo là các bạn chúng ta lên lấy nguồn cùng với cả PNC nhé. Thì ở đây chúng ta cần quan tâm đến cái cách đấu các cái cảm biến giới hạn hành trình. Có 3 cái cách đấu cái cảm biến giới hạn hành trình. Cách thứ nhất là chúng ta kết nối với cả cái module QD77MS. Các cái đây cảm biến phía trái, phía dưới này, phía trên này. Cách thứ nhất là chúng ta kết nối với cả PNC thông qua cái module QD77MS. Cách thứ hai là chúng ta sẽ kết nối với cái cổng CN3 của cái bộ điều khiển servo. Đấy, sau đó từ cái bộ điều khiển servo này chúng ta cấm qua cáp quang và chúng ta kết nối QD77MS. Và cách số 3 là chúng ta sẽ kết nối với đầu vào của PNC. Thì trong ba cái cách này thì thuận tiện nhất là tôi thấy là sử dụng cách số 2. Cách số 2 là thuận tiện nhất bởi vì cái module này nó sẽ gần với cả cái cảm biến hành trình tiệm cận này nhất. Vì động cơ ở đâu, cái phần động cơ ở đâu thì chúng ta thường đặt driver ở gần đó thì chúng ta sẽ tiện lợi hơn trong phần đầu lối. Còn ba cách này chúng ta đều có thể thực hiện được nhé. Và chúng ta sẽ cài đặt trong phần mềm. Ở đây thì chúng ta sẽ đưa ra cái cách thức để chúng ta đấu lối cái cảm biến FNS là forward và reverse nhé. Thì ở đây chúng ta hai cái tiếp điểm hành trình chặn trên và chặn dưới này thì chúng ta sử dụng thường đóng, còn cảm biến dock là chúng ta sẽ sử dụng thường mở. Ở đây đưa ra hai cái cách đấu. Đây là đấu với QD77MS này, còn đây đấu với server, đối với đầu của kênh của CN3 của servo này. Thì ở đây thì cái mô hình của tôi ấy, thì các bạn nhìn thấy đây, đây chính là cái cảm biến mà tôi sẽ sử dụng để chặn tiệm cận. Nó chính là cái cảm biến quang tiệm cận. Và đây là cảm biến chữ U. Thì ở đây chúng ta gắn các cái thanh chắn và khi cái bàn trượt nó di chuyển thì nó sẽ chắn vào đây và nó sẽ tác động. Và đây tôi thường là tôi sẽ đấu với cả các cái rene. Thì với cái dòng MRJ4 ở đây thì nó hỗ trợ cho chúng ta đấu cả dạng sinking và song sinh. Ở phần sinking thì đương nhiên là chúng ta sẽ thấy rằng cái phần DICOM này nó sẽ đối với dương nguồn. Yeah. Và tất cả các cái đầu của công tắc hay cảm biến thì chúng ta sẽ nối với 0V. Còn phần sourcing thì chúng ta sẽ đấu ngược lại. Phần DICOM mình vẫn sẽ nối với cả âm nguồn. Còn tất cả các cảm biến thì chúng ta đấu với dương. Ở đây chính là cái sơ đồ mà hãng người ta thiết kế để chúng ta đấu lối cái phần kênh CN3 cho các cái nút dừng khẩn cấp và các cái cảm biến giới hạn FNS, forward, reverse và cảm biến dock. Đấy, ở đây là chúng ta sẽ thấy nút nhấn dừng khẩn cấp này thường đóng này, tiếp điểm thường đóng và cái cảm biến dock chính là cảm biến để báo vị trí home đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng đó là tiếp điểm thường mở. Ở đây chân 15 này, ở đây chúng ta sẽ có các cái cảnh báo. Tuy nhiên ở đây nếu chúng ta chú ý là nếu chúng ta đấu lối các cái với các relay thì chúng ta sẽ phải sử dụng các cái diode để nó dập cái xuất điện động còn dư trong cái quận của relay này. Không là nó sẽ hỏng các cái chân của cái bộ điều khiển. Các bạn chú ý cái điều đó. Ở đây cái bài toán mà tôi đang sử dụng mà yêu cầu thì tôi đã vẽ cái sơ đồ đấu lối dây của nó như thế này. Thì đây gồm có nút nhấn thuận, nút nhấn ngược, nút nhấn server on, đây là nút nhấn có giữ nhé, nút nhấn gọi vị trí homing, nút nhấn đến vị trí đặt và nút nhấn reset lỗi. Thì đây gồm có 6 cái đầu vào và trên cái QD77MS này chúng ta sẽ nối cấp quang đến cái cổng CN1A của driver. Trên cái driver này thì chúng ta sẽ nối cái cổng CN3 của driver với các cái cảm biến, với các cái tiếp điểm của các cái dơ le. Các cái cảm biến này thì tôi không đấu trực tiếp vào cái module MRJ4 20B mà tôi sẽ sử dụng các cái dơ le trung gian để tôi đấu lối vào. Và tôi sẽ sử dụng các cái tiếp điểm trên các dơ le trung gian này để tôi cấp điện cho cái
các cái chân trên R3. Ví dụ như là ở đây thì cảm biến RLS, giới hạn hành trình theo chiều ngược hay là phần dưới, thì chúng ta sẽ qua cái zone, khi con cảm biến này tác động thì cái zone RLS này, FNS này nó tác động, và cái FNS ở đây nó sẽ tác động theo, và vì đây là thường đóng nên nó sẽ mở ra. Được chưa? Thì đây chính là cái sơ đồ đấu lối mà tôi đã thiết kế cho cái bài toán số 1 ngày hôm nay. Chú ý là ở đây chúng ta có nút nhấn reset error này. Đây là cái nút nhấn mà chúng ta sẽ cần rất phải dùng đến khi chúng ta mới bắt đầu chúng ta lập trình điều khiển, thì nó rất hay bị lỗi, thì chúng ta sẽ sử dụng cái này để reset, nó sẽ tiện lợi hơn và chúng ta sẽ reset mềm. Tiếp theo là ở đây chúng ta sẽ phải chú ý ở trên cái mặt của cái MRI4 này, chúng ta sẽ phải cài đặt các cái số trục của nó. Nếu chúng ta test ở chế độ job ấy, test job ở trên phần mềm ấy, chúng ta bật cái công tắc 1 này lên. Được. Và chúng ta để trục 1 thì nó sẽ số 0. Còn nếu chúng ta sẽ có hai trục thì cái driver tiếp theo ấy, chúng ta sẽ phải chuyển cái này lên bước 1, lên số 1, có nghĩa là trục số 2. Đây chính là một vài chú ý khi các bạn kết nối một trục hoặc hai trục. Nếu các bạn mượn một cái driver về mà chúng ta không để ý đến cái này, thì lúc đấy chúng ta không cho nó về vị trí 0 ấy, thì chúng ta sẽ rất là không điều khiển được. Các bạn cần phải chú ý. Còn đây là cách thức mà chúng ta lối cáp cho các điều khiển những trục. Thì một đầu cáp quang nó sẽ cắm vào QD77MS, và đầu còn lại của cáp quang thì chúng ta sẽ cắm vào cổng CNA. Còn từ cái CNB của cái trục 1, chúng ta sẽ cắm ra CNA của trục 2. Và cứ thế nối tiếp thì chúng ta sẽ được các cái số trục khác. Bây giờ tôi sẽ lập trình và điều khiển cho cái hệ thống mà tôi đang giới thiệu đây. Đấy. Cái bài toán này thì chúng ta sẽ nhấn thuận thì động cơ sẽ quay thuận, và nhấn ngược động cơ sẽ quay ngược, và gọi vị trí home thì nó sẽ về home, đến cái vị trí chúng ta đặt thì nó sẽ chúng ta gần go to. Đây chính là cái bài toán tôi sẽ lập trình. Và cái việc đầu tiên là chúng ta phải cấu hình cho cái toàn bộ cái hệ thống của chúng ta, bằng cách đó chúng ta sẽ click vào cái phần parameter và chúng ta chọn phần PNC parameter. Ở đây chúng ta sẽ cần quan tâm đến cái IO assessment. Và khi đó nó sẽ hiện cái hệ thống này lên, thì lúc này chúng ta sẽ phải khai báo cho từng cái vị trí. PNC ở đây chúng ta sử dụng PNC gì? Đấy, slot 0, slot 1, slot 2 là chúng ta sử dụng module nào. Thì sau khi chúng ta đã kết nối connect được PNC cho với máy tính rồi, thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng của nó là read PNC data. Ở đây thì chúng ta sẽ đọc cái phần PNC lên, tức là ở đây nó sẽ gửi các cái thông tin từ PNC lên máy tính của chúng ta, và nó sẽ gán cho chúng ta các cái thông số mà chúng ta cần phải khai báo. Ở đây chúng ta nên đặt tên cho nó, ví dụ như PNC ở đây là CPU, ở đây chúng ta lựa chọn là dòng CPU gì. Đây chúng ta Q06. Đấy, chúng ta nên báo cho đây. Đây là QX40. Cái này nó chỉ là thay báo tên để chúng ta nắm bắt được thôi, chứ nó không làm ảnh hưởng đến cái giá trị nào đó. Ở đây thì chúng ta cần quan tâm nhất ở đây chính là các cái point. Ở đây chính là các cái điểm, tức là cái vùng nhớ mà nó gán cho các cái giá trị tham số của chúng ta. Thì với cái slot 0 chúng ta có 16 point, thì cái địa chỉ của slot 0 bao giờ cũng sẽ là 0. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái mã hexa nhé. Ở đây cũng sẽ là 10. Còn tại sao đây là 10 thì tôi đã giải thích ở cái các cái bài trước đó rồi. Thì đây sẽ là 0, 10 này, chỗ này sẽ là 20. Chỗ này sẽ là 30. Chỗ này sẽ là 40. Và vì đây là 32 point nên là chỗ này sẽ là 60. Rồi, như vậy là sau khi mà chúng ta đã gán được các cái địa chỉ static in này rồi, thì chúng ta sẽ check xem là nó có báo lỗi không. Ở đây chúng ta không có lỗi nào thì chúng ta sẽ end. Thì cái bước đầu tiên là chúng ta đã cấu hình cho cái hệ thống này rồi. Bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ kích vào cái phần intelligent function module này. Đấy. Chúng ta kích chuột phải vào và chúng ta sẽ chọn new module. Ở đây là mục đích là chúng ta sẽ phải lựa chọn cái khai báo cái module QD77MS cho cái hệ thống phần cứng của chúng ta. Vì cái hệ thống của chúng ta là
cái QD77S chính là Simple Motion Module, thì chúng ta sẽ khai báo nó. Và ở đây chúng ta lựa chọn loại QD77S2 vì chúng ta đang sử dụng nó. Ở đây nó yêu cầu đó là cái nó nằm ở cái module nào, module chính của chúng ta đúng không? Và ở slot mà chúng ta sẽ chèn thì phải căn cứ vào thực tế. Thực tế ở đây là tôi chèn vào slot 4 thì tôi sẽ để ở slot 4 và nó sẽ gán cho chúng ta cái giá trị static in là 40. Và chúng ta nhấn OK. Được. Và sau đó là nó sẽ hiện ra cái phần 0040 QD7MS2, chính là cái đây chính là cái địa chỉ khởi khởi điểm của nó đấy. Chúng ta sẽ click vào đây và chúng ta sẽ chọn click vào Simple Motion Module Setting. Thì lúc này nó sẽ link đến một cái phần mềm tiếp theo. Với phần mềm này thì chúng ta sẽ bắt buộc chúng ta sẽ phải tạo mới. Nó giống như là một cái module riêng để khai báo cho cái phần QD77MS này. Chúng ta sẽ chọn QD77MS2 và chúng ta phải khai báo nó đây sẽ là 0040. Đấy. Và chúng ta sẽ chọn OK. Sau khi chọn rồi thì chúng ta sẽ click vào đây. Thì nó sẽ hiện ra chúng ta hệ thống tất cả các cái mà chúng ta cần phải khai báo. Để cài đặt cho hệ thống trong cái cấu trúc của cái module QD77MS thì chúng ta sẽ thực hiện trình tự theo các bước sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ cấu trúc cho cái hệ thống. Để cấu trúc cho hệ thống thì chúng ta sẽ có hai phần để cấu trúc. Thứ nhất là chúng ta sẽ click vào cái QD77MS. Khi click click vào đây thì chúng ta sẽ lựa chọn các cái tín hiệu đầu vào cũng như là các cái cách thức để hệ thống phát ra các cái sung lệnh. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lựa chọn các cái phần tín hiệu. Ở đây thì chúng ta có thể lựa chọn cái tín hiệu là negative logic và input đây chúng ta lựa chọn các cái chất mặc định này. Còn đây là cái tín hiệu dừng thì chúng ta có dùng hay không dùng. Nếu chúng ta dùng thì chúng ta valid, còn nếu không dùng chúng ta invalid. Ở đây tôi không sử dụng thì tôi sẽ sử dụng cái invalid. Cái thứ hai chúng ta cần phải cài đặt đó là cái cáp quang của chúng ta. Nó có hai kiểu cáp quang. Đối với dòng MRJ3 thì chúng ta sẽ sử dụng SSCNet3. Còn với MRJ4 thì chúng ta có thể sử dụng SSCNet3 gạch chéo H. Đây là cái dòng này nó có cái tốc độ xử lý cao hơn rất nhiều so với dòng MRJ3. Ở đây chúng ta tôi sẽ chọn SSCNet3 gạch chéo H. Tôi chọn OK. Đấy, như vậy là chúng ta đã thiết lập được xong cái phần cho cái QD77MS. Tiếp theo là chúng ta sẽ lựa chọn các cái trục cho các đầu trục này. Đấy, chúng ta click vào đây. Khi click vào đây thì chúng ta sẽ chọn cái driver của chúng ta là dòng gì. Ở đây là nó mặc định chúng ta là MRJ4 dòng B nhé. Và chúng ta lựa chọn chế độ tiêu chuẩn standard. Sau khi lựa chọn xong cái này rồi thì chúng ta sẽ click vào cái Servo Parameter Setting để chúng ta cài đặt các cái thông số. Thì nó sẽ link đến cái phần mềm MR config 2 của chúng ta. Nếu các bạn chưa cài thì chắc chắn là nó sẽ không hiện ra cái này. Do đó là các bạn sẽ phải cài cái MR config 2. Ở đây thì khi bắt đầu vào cái phần cài đặt này thì cái đầu tiên quan trọng là chúng ta sẽ phải quan sát xem hai cái nút này nó đã sáng lên chưa. Đấy, nếu mà nó chưa sáng lên đấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó chưa kết nối được qua cái cổng cáp quang và các bạn phải thực hiện rút ra cắm vào hoặc khởi động lại để cho nó hiện lên. Thì lúc này chúng ta mới xác định được rằng là cái QD77MS chúng ta đã được kết nối với cái servo của chúng ta. Còn nếu nó mờ đi thì chắc chắn là nó chưa được. Thì với khi mà chúng ta setup cái thông số này thì chúng ta setup những thông số nào, quan trọng nào? Chúng ta sẽ có hai kiểu setup. Một là chúng ta sẽ sử dụng function display. Hai là chúng ta sẽ sử dụng list display. Tức là một đằng là ở dạng hình ảnh, đằng chức năng của một đằng ở dạng các cái danh sách. Ở đây tôi sẽ lựa chọn cái phần hàm chức năng nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ cài đặt chung thì chúng ta sẽ có phần basic. Basic này thì chúng ta sẽ lựa chọn cái gì? Chúng ta có hai cái phần quan trọng đó là chiều quay. Chiều quay thì nếu chúng ta chọn cái thứ nhất là cái CCW, CCW dia này có nghĩa là cái chiều quay là ngược chiều kim đồng hồ.
thì lúc này chúng ta sẽ cho khi chúng ta lắp đặt cơ cấu ấy, thì khi chúng ta đã gắn cứng của cơ cấu rồi mà chúng ta khởi động hệ thống lên và chiều quay của nó ngược so với cái chiều mà chúng ta mong muốn, thì lúc này các bạn thay vì lựa chọn CCV kép thì các bạn sẽ chọn CV kép, thì lúc này nó sẽ đảo chiều lại. Và hoặc là nếu chúng ta lựa chọn CV kép rồi mà nó ngược chiều thì chúng ta lại chọn lại CCV kép. Thì đây là cái tính năng rất là thú vị để cho chúng ta có thể thay đổi được các cái phần khi mà chúng ta chưa định hình được. Còn tuy nhiên thì chúng ta có thể định hình được ngay, đó là CCV kép là thuận chiều ngược chiều kim đồng hồ và CV kép là thuận chiều kim đồng hồ, thì chúng ta sẽ cài đặt phần cơ khí nó chính xác. Tiếp theo đó là cái phần cái tín hiệu dừng khẩn cấp. Tín hiệu dừng khẩn cấp ở đây thì các bạn có dùng hay không? Thường thì chúng ta sẽ dùng. Nếu dùng thì chúng ta sẽ enable. Còn nếu chúng ta không dùng thì chúng ta sẽ chọn disable. Đây chính là hai cái thông số quan trọng. Còn những cái thông số này thì chúng ta sẽ hình dung là chúng ta lựa chọn cái phương pháp nào thì chúng ta sẽ đạt được phương pháp đó. Thì ở đây tôi chọn cái phương pháp thứ nhất. Phần encoder này thì chúng ta để mặc định. Tiếp theo chúng ta sẽ lựa chọn đến cái phần phần tiếp theo component path. Ở đây thì chúng ta sẽ lựa chọn thứ nhất là cái phần hãm. Được chưa? Ở đây chúng ta không lựa chọn hãm, tức là các cái điện trở xả. Ở đây chúng ta không 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 sử dụng. Thứ hai là chúng ta sử dụng hệ định vị, đó là tuyệt đối hay là tương đối. Nếu là tuyệt đối thì lúc này chúng ta hình dung là chúng ta sẽ phải có một cái pin cắm vào cái servo của chúng ta, để trong cái trường hợp mà hệ thống đang ngắt điện thì cái servo này nó sẽ lưu các cái giá trị vị trí mà nó đang dừng, để khi có điện trở lại nó sẽ tiếp tục vận hành. Thì cái phương thức hoạt động này nó sẽ rất tối ưu. Đó, tuy nhiên chúng ta phải có pin. Ở đây nếu chúng ta không lựa chọn hệ điều khiển tuyệt đối thì chúng ta sẽ điều khiển hệ tương đối. Incremental thì chúng ta system thì chúng ta sẽ sử dụng là disable. Disable có nghĩa là không sử dụng tuyệt đối và chúng ta sẽ sử dụng hệ tương đối. Đây là cái lựa chọn thứ hai. Lựa chọn thứ ba ở đây là chúng ta có dùng phanh hay không phanh. Nếu dùng phanh thì ở đây thì chúng ta tích ở đây. Đối với những hệ có quán tính lớn thì chúng ta sẽ sử dụng phanh với động cơ công suất lớn nhé. Chúng ta sẽ sử dụng phanh. Lúc này hệ thống nó sẽ điều khiển nó sẽ chính xác và nó sẽ an toàn hơn. Tiếp theo ở đây là chúng ta sẽ sử dụng cái cách thức kết nối dây của cái encoder. Ở đây thì encoder này là chúng ta đã kết nối thẳng trực tiếp của cái servo này mà chúng ta không thay đổi cài đặt gì, thì chúng ta sẽ sử dụng là 2 dây, loại 2 dây. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ lựa chọn các cái tính năng này chúng ta để mặc định. Cái phần basic này thì cái phần auto turning mode này thì chúng ta lựa chọn phần mặc định auto turning mode mode 1. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ có được các cái tự động, cái hệ thống nó sẽ lựa chọn chúng ta những cái thông số để nó cài đặt. Thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái phần phần sau, ví dụ như là cái phần phần tùy chỉnh này thì chúng ta sẽ vào cái phần turning này. Đấy. Khi chúng ta vào phần turning này thì chúng ta sẽ lựa chọn cái phần filter. Đấy, sau đó chúng ta phải bật cái run run cái servo của chúng ta lên. Nếu chúng ta để up thì nó sẽ không turning cho chúng ta được. Chúng ta đặt run lên và chúng ta kích vào turning. Đấy. Khi chúng ta kích vào turning thì tất cả các cái thông số cài đặt của servo nó sẽ tự động cài đặt cho chúng ta. Và để mục đích của nó sẽ là làm cho hệ thống chúng ta hoạt động một cách mượt mà. Chúng ta sẽ không cần phải lựa chọn bằng tay. Còn tuy nhiên nếu chúng ta đã là phần chuyên nghiệp rồi thì chúng ta sẽ điều chỉnh nó bằng tay. Cách thức đó thì chúng ta sẽ phải có kinh nghiệm rất là nhiều nhiều năm. Đây là các cái thông số điều khiển. Rồi như vậy là sau khi xong tất cả các tính năng rồi thì chúng ta sẽ ghi các cái lựa chọn mà chúng ta vừa lựa chọn xuống cái driver của chúng ta bằng cách chúng ta kích vào cái phần Silent Assist Guide. Đấy, và chúng ta sẽ ghi tất cả các thông số xuống. Sau khi ghi xong rồi chúng ta đã tắt đi và chúng ta đã hoàn thiện xong cái phần thứ nhất, đó là cái phần cài đặt các cái thông số cho servo. Cái phần tiếp theo ở đây mà chúng ta cần phải cài đặt nữa đó chính là cái phần parameter này. Đây là cái phần mà chúng ta sẽ có nhiều các thông số nhất để chúng ta cài đặt. Thì cái thông số đầu tiên
mà chúng ta cần phải quan tâm ở đây ấy, chính là cái phần basic parameter one. Thì cái phần này gồm những cái tính năng nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu như sau này. Đầu tiên thì với cái phần toàn bộ phần này chúng ta click vào cái 0 mm này, chúng ta sẽ hiện ra cái này và chúng ta click vào đây. Click đây thì chúng ta sẽ lựa chọn cái kiểu chúng ta cài đặt cái phần cơ khí. Đấy, có rất nhiều cái kiểu đặt, kiểu treo, kiểu cán, kiểu lăn. Và các cái hình thức là chúng ta sử dụng cho các cái robot. Đấy, hoặc là các cái servo tuyến tính hay băng tải. Thì ở đây thì tôi sẽ sử dụng cái trên cùng này. Nó vì nó giống với cả cái trục FITMEG của tôi nhất. Đấy, thì tôi sử dụng cái phần này. Cái đơn vị sử dụng ở đây tôi sử dụng mm theo cái chiều dài. Và cái độ phân giải, tức là cái bước răng của cái trục FITMEG của tôi là tương đương với là 10.000 micromet, là một vòng quay, tức là hai cái đỉnh của hai cái răng này, thì là 10.000 mm tương đương với 1 cm. Và ở đây tôi sẽ lựa chọn là tỷ lệ bánh răng truyền này là 1:1 vì tôi đồng trục luôn. Và cái độ phân giải của encoder của tôi là 4.194.304. Sau khi lựa chọn tất cả thông số này rồi thì chúng ta sẽ cho nó tính toán các cái thông số này bằng cách chúng ta click vào computer basic parameter one. Đấy. Như vậy là sau khi lựa chọn xong rồi chúng ta nhấn OK thì tất cả các thông số đó đã được tính toán ra đây. Được chưa? Tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái phần parameter 2. Thì chúng ta sẽ thấy đầu tiên là cái PR8. PR8 của chúng ta ấy, thì nó là cái tốc độ, giới hạn tốc độ định vị khi định vị và ở chế độ gốc. Đấy. Ở đây cái tốc độ maximum của nó là 2 triệu 20 triệu mm trên phút. Đấy, ở đây chúng ta có thể cài đặt cái thông số này. Đấy, bằng cách chúng ta sẽ giới hạn cho nó, ví dụ như là 200.000. Đấy, thì nó sẽ ra là 200.000 mm trên phút. Đấy. Ở đây các bạn nhìn thấy cái số 0 ở đây là có thể thêm được hai số 0 nữa. Điểm chấm 0,0 này chúng ta thể hai số 0 nữa. Ví dụ như là chúng ta sẽ có thể cài đặt cái giá trị giải ra điều chỉnh của nó này từ 0,01 đến 20 triệu mm trên phút. Đây tôi đặt là 200.000. Đấy. Tiếp theo là cái PR9 này chính là cái giá trị thời gian tăng tốc và giảm tốc. Là chính là cái khoảng thời gian từ tốc độ ban đầu có thể bằng 0 đấy đến cái tốc độ giới hạn. Chú ý cần chúng ta chỗ này chúng ta cần phải cài đặt cái tốc độ định vị nhỏ hơn cái tốc độ giới hạn và nên cài đặt tốc độ định vị gần với tốc độ giới hạn nhất để cái thời gian mà tăng tốc thực tế đây này chúng ta sẽ quan tâm đến cái này. Đấy, chúng ta nhìn cái giản đồ này. Chúng ta lên cài đặt cái positioning speed này và cái speed limit value này nó sát nhau, càng sát nhau càng tốt thì nó sẽ tăng được cái thời gian tăng tốc. Tức là cái khoảng thời gian từ tốc độ ban đầu đến tốc độ giới hạn, chú ý cần đặt cái tốc độ định vị nhỏ hơn cái tốc độ giới hạn. Đấy. Và lên đặt tốc độ định vị gần với tốc độ giới hạn để cái thời gian tăng tốc thực tế sẽ đủ lớn, tức là cái thời gian tăng tốc này nó đủ lớn. Nó nhỏ quá, nếu chúng ta đặt xa nhau quá thì cái này nó tự nhiên nó sẽ thu nhỏ lại. Tiếp theo là cái PR9, PR10 là cái thời gian giảm tốc, là cái khoảng thời gian mà đây chúng ta sẽ tính đây. Đấy, nó khoảng thời gian từ tốc độ giới hạn về về không, từ cái tốc độ giới hạn này về không. Chú ý cần đặt cái tốc độ định vị nhỏ hơn tốc độ giới hạn. Cái tốc độ định vị này này nhỏ hơn cái tốc độ giới hạn. Chúng ta cái này chúng ta cần chú ý nhé. Và lên cài đặt tốc độ định vị với tốc độ giới hạn là gần nhau để cho cái thời gian giảm tốc này nó sẽ lớn hơn, lớn lên. Thì cái cơ cấu chúng ta sẽ hoạt động nó mượt mà hơn. Tiếp theo là chúng ta đến cái
cái PR11. PR11 này thì nó là cái tham số mà chúng ta sẽ cài đặt khi mà cái giới hạn của nó, giới hạn hành trình mềm PR12. PR11 là chuyển động. Nó là cái sai số, là sai số do các cái bánh răng được tạo ra trong cái quá trình chuyển động, tức là cái độ giơ lắc về cơ khí đấy. Số xung được bù lại để bù lại cái sai số đó trong quá trình thực hiện định vị. Số xung bù được bù sau lần trở về gốc lần đầu tiên OPR được thực hiện. Tức là nếu mà chúng ta muốn chúng ta khi mà hệ thống cơ khí chúng ta làm việc lâu lâu năm ấy mà hệ thống cơ khí nó không được chuẩn chỉ thì chúng ta thấy nó có độ giơ lắc, và chúng ta sẽ khảo sát được cái độ giơ lắc của nó thì chúng ta sẽ điền vào đây. Đấy, đây chính là cái sự bù bù sai về mặt cơ khí. Tuy nhiên cái tham số này chỉ được khởi động khi mà nó đã hoạt động ở cái chế độ về gốc lần đầu tiên. Đấy thì chúng ta bù lại. Tiếp theo là cái giải cái con số 12, PR12. Đó là cái giới hạn hành trình mềm. Đấy, giới hạn hành trình mềm. Thì ngoài cái giới hạn bằng cảm biến ra, tức là cận trái cận phải, bên trái bên phải đó, thì chúng ta có thể giới hạn mềm của nó mà chúng ta không cần sử dụng cảm biến. Thì đây chúng ta sẽ cho nó đặt cái giá trị của nó từ cái giải là âm này đến giải dương này. Thì đây chính là cái giải mà chúng ta có thể đạt được. Thì nhưng mà nếu chúng ta không muốn dùng cái giới hạn mềm, đấy, chúng ta chỉ quan tâm đến cái giới hạn khi chúng ta sử dụng cảm biến thôi, thì bằng cách vô hiệu hóa cái phần giới hạn mềm này bằng cách thì chúng ta đặt cho hai giá trị này bằng nhau. Đấy, cho chúng ta ở đây tôi đặt đều bằng một thì lúc này chúng ta mặc nhiên là nó sẽ không sử dụng cái tính năng giới hạn mềm nữa. Đấy. Và đây nếu mà vô hiệu hóa nó thì chúng ta sẽ chọn cái current fixed value này nhé. Những cái thông số này chúng ta có thể để mặc định. PR18 này là chúng ta sẽ sử dụng mã MCode hay không sử dụng MCode. Cái này chúng ta sẽ ở những bài sau chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Bài này là bài cơ bản nhất nên chúng ta sẽ không cần đề cập đến. Nếu After Mode là chúng ta không sử dụng. With Mode là chúng ta sẽ sử dụng. After mode này là có này, with mode là không này. Đấy, cái này chúng ta sẽ nói sau nhé. Tiếp theo là các cái tham số này thì chúng ta sẽ để mặc định. Mặc định. Cái thông số PR80 này chúng ta sẽ PR80 này chúng ta sẽ giải thích một chút là ở đây nó có rất nhiều cái kiểu mà chúng ta sẽ kết nối cái con cảm biến hành trình tiệm cận trái, cận phải và cảm biến dock đấy. Thì chúng ta có ba cái phương pháp kết nối với cái hệ thống của chúng ta. Phương pháp thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng các cái chân ở trên mặt của cái module QD77MS này này. Đấy, thì chúng ta kết nối các cái cảm biến, cái tín hiệu đầu vào đó vào cái module này. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta sẽ kết nối trên cái driver servo của chúng ta. Đây là MRJ4 chứ ạ. Đấy, cách đây là cách thứ hai. Và cách thứ ba là chúng ta sẽ sử dụng các cái bộ đệm trong cái của cái QD77MS. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có ba cách này. Thì với cái phần trước thì tôi đã khuyến cáo các bạn là chúng ta nên sử dụng cái cách đó là chúng ta kết nối thẳng trực tiếp vào cái driver của chúng ta qua cái kênh, qua cái cổng CL3. Đấy. Thì cái cách thức này tại sao lựa chọn cách thức này? Vì cách thức này nó sẽ giúp chúng ta sẽ tiết kiệm dây và nó sẽ đi dây một cách gọn gàng hơn. Vì driver nó sẽ gần gần cái động cơ servo và động cơ servo thì gần cái trục mà chúng ta đang 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 điều khiển. Đấy, nên chúng ta thường chúng ta sẽ sử dụng cái cổng số 1. Cái này thì chúng ta sẽ để nguyên. Đây jog speed limit, cái chỗ này nó báo đỏ là bởi vì là cái chúng ta đã đặt cái giới hạn tốc độ ở đây là 20.000, trong khi đó tốc độ này là chúng ta 2 triệu. Chúng ta đặt cái này phải nhỏ hơn.
Đây chúng ta đạt là 15.000. Đấy, khi đạt 15.000 thì nó hết vào đỏ. Tiếp theo đây là tốc độ giảm tốc, tăng tốc, giảm tốc khi trong quá trình rock. Đấy, đây là chế độ rock. Những cái này chúng ta sẽ để mặc định. Những cái nào mà nó là màu đen ấy, thì là chúng ta sẽ không can thiệp được. Rồi bây giờ đến đến cái phần OPR Basic Parameter này, là chính cái là cái phần mà gọi tín hiệu trở về gốc, gọi gọi cái hệ thống của chúng ta trở về gốc. Thì ở đây chúng ta sẽ cài đặt các cái thông số nào. Thông số thứ nhất mà chúng ta cần cài đặt đó là cái phương pháp trở về gốc. Đấy. Cái phương pháp trở về gốc ở đây tôi lựa chọn có rất nhiều cách, đó là chế độ 1 này, đấy, 0 này. Chế độ này thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta cần một con cảm biến dock. Và khi mà chúng ta bắt đầu gọi về gốc thì nó sẽ tăng tốc và nó ổn định tốc độ này. Và khi về đến bắt đầu chạm vào con cảm biến gốc thì nó sẽ bắt đầu giảm tốc. Giảm tốc và nó sẽ về 0. Về 0. Đấy, sau khi về 0 thì nó sẽ quay thêm một vòng nữa và nó sẽ trở về vị trí gốc. Và tại vị trí gốc này thì nó sẽ xét cho cái hệ trục của chúng ta là bằng 0. Đấy, thì đây là cách thứ nhất. Tương tự với các cái cách khác thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Đấy, phần counter method này. Dataset method này, là cái phần này thì nó sẽ chúng ta sẽ không cần cảm biến gốc này, và chúng ta sẽ cho cái hệ thống của chúng ta đến vị trí bất kỳ và chúng ta đặt nó là đấy là vị trí gốc bằng một con cảm biến hoặc bằng một cái nút lệnh nào đó. Thì đây chúng ta sẽ sử dụng phần data set method này, thì là chúng ta sẽ không cần cảm biến gốc. Cái phần này cũng có rất nhiều người sử dụng, còn tôi thì tôi sẽ sử dụng cái phần phương pháp số 7. Phương pháp số 7 này thì là chúng ta sẽ thấy là đầu tiên là nó sẽ đưa cái con tăng tốc này, tăng tốc sau đó là nó sẽ đi đến tốc độ về về gốc này, sau đó nó sẽ đến đây, nó khi mà bắt đầu gặp cái con cảm biến dock là cảm biến về home đó thì nó sẽ bắt đầu giảm tốc và nó bằng không, sau đó nó quay ngược chiều trở lại, sau đó dừng lại, dừng lại, sau đó là nó sẽ đi thêm một vòng nữa và nó sẽ ổn định lại tại một cái vị trí. Thì cái vị trí này chính là cái vị trí gốc của chúng ta. Tôi đang sử dụng phương pháp này thì chúng ta sẽ thấy là nó lắc đi lắc lại qua cái cảm biến home, qua cảm biến dock đấy. Tiếp theo là cái phần cài đặt cái cảm biến dock của chúng ta ấy, thì nó có rất nhiều cách cài đặt để chúng ta sẽ thực hiện cái về 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 gốc. Thì chúng ta nhìn thấy ở đây thì có hai cái phần là phần lower limit và phần upper limit. Đấy, có thể bên trái hoặc bên phải hoặc là giới hạn dưới, giới hạn trên đấy. Thì chúng ta sẽ để như thế nào? Thì đây chính là cái con cảm biến gốc của chúng ta này. Đấy, chúng ta đặt sát về cái upper limit hay là chúng ta đặt sát về cái lower limit thì chúng ta sẽ có cái cách, hai cách đặt này. Tức là đi từ cái hướng 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 trở về home này, đi từ dưới lên trên thì chúng ta đặt sát về bên này, còn từ trên hướng dưới chúng ta đặt sát bên này. Đây là tùy cái cách chúng ta nhé. Đây là nó đến cái cách thức chúng ta đặt. Đấy. Còn vị trí của cái gốc là chúng ta thường là đặt bằng không, chúng ta có thể đặt khác khác không. Đây là tốc độ để chúng ta về gốc, và khi giảm tốc thì cái tốc độ giảm tốc là bao nhiêu. Đương nhiên cái này nó sẽ phải nhỏ hơn thế này rồi, đúng không ạ? Cái này thì chúng ta sẽ để ở cái phần do not try opera with limit switch. Đây chính là cái cách thức mà nó tìm lại cái điểm gốc. Cái phần này chúng ta để nguyên. Như vậy là những cái thông số quan trọng là tôi đã hướng dẫn các bạn rồi. Còn những cái này thì chúng ta sẽ để mặc định hết. Những cái thông số nào mà màu xám này là chúng ta sẽ không can thiệp được. Ở phần PR9 này chúng ta lựa chọn. Đương nhiên ở đây là MRJ4 thì chúng ta sẽ chọn SSCNet3 nhé, gạch chéo H. Còn với MRJ3B thì chúng ta sẽ chọn SSCNet3. Rồi như vậy vừa rồi là tôi đã hướng dẫn các bạn chi tiết cái cách thức
cài đặt các cái tham số này rồi, các bạn có thể quan sát một lần nữa các cái thông số tôi cài đặt. Đây là hệ thống các cái cơ sở thông số này tôi đã chạy rồi. Đấy, các bạn có thể quan sát lại một lần nữa các cái tham số. Rồi, sau khi mà chúng ta đã cài đặt xong rồi thì chúng ta phải ghi nó xuống, thì chúng ta sẽ click vào đây Y to module. Đấy. Và chúng ta sẽ rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện ghi lại. Đấy, bây giờ nó mới cho ghi. Rồi, như vậy là tôi đã vừa giải thích cho các bạn cách chúng ta cài đặt hai cái thông số là cái parameter và cái servo parameter. Hai thông số này rất là quan trọng. Sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ tiến hành lập trình. Để tiết kiệm thời gian thì tôi đã lập trình cái bài điều khiển này và bây giờ tôi sẽ phân tích để chúng ta cùng nhau tìm hiểu từng cái let code lệnh một. Ở phần thứ nhất thì là chúng ta sẽ đi khởi động cho hệ thống. Khởi động cho hệ thống ở đây thì bắt buộc là các bạn sẽ phải tra được cái phần cái đầu ra PLC ready và các cái trục servo nó được bật on. Nên để tra được các cái đầu ra này và các cái đầu vào này thì chúng ta sẽ phải sử dụng đến cái trong cái phần mềm Mailsec Simple Motion Module Setting Tool này thì chúng ta sẽ vào cái phần help này và chúng ta sẽ bật cái Buffer Memory Address Need lên. Khi chúng ta bật lên thì ở đây tất cả các cái địa chỉ vào ra và các cái vùng nhớ để chúng ta lập trình cho các cái phần QD777S này nó sẽ được thể hiện ở đây. Ví dụ như là phần buffer memory list này đây nó sẽ tóm gọn cho chúng ta các cái phần tính năng. Đây, ví dụ như là phần IO xích lỗi XY thì chúng ta thấy là đối với chỗ này chúng ta sẽ cần quan tâm đến cái địa chỉ mà chúng ta sẽ chèn cái module QD777S. Ví dụ như ở đây là chúng ta chèn QD777S vào vị trí slot 0 thì lúc này các cái địa chỉ đầu vào đầu ra của cái module này nó sẽ được thể hiện như này. Nhưng ở đây như lúc đầu tôi đã cấu hình cho các bạn thì chúng ta đã cấu hình cái module QD777S này ở vị trí slot 4 thì chỗ này các bạn sẽ phải đánh ở chỗ này là cái địa chỉ của nó vào đây là 0040. Đấy, thì lúc này nó sẽ đưa ra cho chúng ta các cái đầu vào đầu ra tín hiệu của cái module QD777S này và với cái đầu vào đầu ra này chúng ta sẽ đi lập trình. Ví dụ như là chúng ta muốn bật cho PLC hoạt động và các cái trục hoạt động thì chúng ta phải set cho cái I40 và cái I41 này lên 1. Đấy, chính vì vậy mà ở đây tôi đã có cái chữ X40 và cái I set cho I40. Được chưa? Ở chỗ này thì tôi sẽ cho một cái đầu vào số X2 của PLC tiếp điểm thường đóng ở đây. Mục đích của tôi đó là gì? Nếu mà chúng ta không có cái tiếp điểm này thì chúng ta sẽ bật cái X40 này bằng cách đó là ví dụ ở đây tôi thấy là ở cái đây X40 đã bật rồi đúng không ạ? Tôi tắt nó đi nha. Đấy. Thì ở đây vừa cái tiết điểm X2 ở đây nó đang mở ra do X2 của tôi đang đang mở. Bây giờ tôi sẽ cho bật trở lại trạng thái ban đầu. Đấy. Thì lúc này cái tiếp điểm thường đóng này của nó đang đang được bình thường đang đóng lại như thế này. Thì chúng ta muốn bật cái PLC ready đi lên thì chúng ta phải tác động cho cái này bật chúng ta bật on lên. Thì lúc này cái PLC của chúng ta của các bạn đã bật on rồi. Và cái I40 của chúng ta bật lên thì cái tiếp điểm thường mở ở đây nó sẽ đọc lại và làm cho cái I41 chúng ta sẽ bật lên. I40 41 ở đây là gì? I40 là PLC ready đi và I41 là các cái trục của servo nó sẽ được bật lên. Đấy, thì đây là cái phần khởi động cho hệ thống. Các bạn muốn tra được các bạn tùy thuộc cái module của bạn chèn vào vị trí slot nào thì chúng ta sẽ có cái X và cái Y tương ứng nhé. Ví dụ như ở đây cái module của các bạn chèn ở slot 1
thì chúng ta sẽ định chỉ ở đây nó sẽ phải là 10. 10 thì lúc này cái giá trị x và y ở đây nó sẽ thay đổi theo. Của tôi là ở vị trí 40. Y 40 nên là nó sẽ là như này. Rồi tiếp theo, sau khi chúng ta bật run lên rồi thì chúng ta sẽ phải cài đặt cái giá trị tăng tốc, giảm tốc cho hệ thống. Và đây tôi lợi dụng cái SM40 là cái bit này là bit đặc biệt, Special Memory Bit, thì đây là cái bit đặc biệt. Cái này nó bật khi run PLC thì nó luôn luôn bằng 1. Và khi tôi đã ready cái PLC này rồi thì mới được phép là cho cái hệ thống tăng tốc giảm tốc này bật lên 1 nhé. Vì nếu mà ở đây mà chúng ta mà để mà bằng 0 ấy thì cái này nó sẽ báo lỗi ngay, hệ thống PLC nó báo lỗi ngay. Và vì vậy là chúng ta phải để một cái tiếp điểm thường mở ở đây, và khi đã bật bật PLC ready lên rồi, trước khi đó là chúng ta đã cài rồi, thì lúc này thằng này nó mới khác không, nó hệ thống nó không báo lỗi. Và cái giá trị ở đây là thời gian tăng tốc, cái mã mà để chúng ta đặt thời gian tăng tốc của cái hệ thống của chúng ta đó là ULG12. Đấy. Thì chúng ta sẽ phải vào cái tìm tra được cái mã tăng tốc giảm tốc. Ở đây tôi sẽ để rút gọn lại, tôi đã có được cái phần đây, phần tăng tốc giảm tốc. Speed limit. Đây rồi. Đây cái thời gian tăng tốc giảm tốc của tôi ấy, là ở đây là ACC đây, chính là ở QD77MS2, tức là ở trục 1. Trục 1 đây nhé. Đây tôi để trục 1. Trục 1 thì cái giá trị tăng tốc của nó sẽ nằm ở ULG12. Và cái giá trị N này chính là cái giá trị ở slot. Ví dụ tôi đặt ở slot 0 thì sẽ là U0 xiên G12. Còn nếu tôi đặt ở slot 4 thì sẽ là U4 xiên G12. Vì vậy mà ở cái chỗ này của tôi sẽ là U4G12. Chỗ này tôi gán luôn, mặc định luôn, lúc nào hệ thống tăng tốc giảm tốc cũng là bằng 1.000, có nghĩa đây là 1.000 mili giây, tương đương với 1 giây. Hoặc ở đây nếu mà các bạn muốn thay đổi thời gian tăng tốc giảm tốc này trên các cái màn hình HMI thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái giá trị D nào đó, và để chúng ta gán cái giá trị nó vào đây sau mỗi lần. Ở đây tôi gán mặc định luôn nó là 1.000 thì tôi để là K1.000. Còn cái giá trị mã giảm tốc của nó là ở đây thì chúng ta sẽ tra ở đây. Cái mã giảm tốc của nó là ULG14. Tôi có thể đặt một trong hai cái này. Tuy nhiên ở đây tôi đặt là UG12 và UG14. Là giảm tốc là UG14. Được chưa? Như vậy là tôi đã bật PLC lên này, bật run các trục lên này, và tôi sẽ gán cái giá trị tăng tốc giảm tốc ở đây rồi. Bây giờ tôi sẽ cho phép cái hệ thống này nó chạy thuận. Để mà hệ thống chạy thuận được thì chúng ta phải set cái giá trị forward run jog start lên. Cái địa chỉ này ở đâu? Địa chỉ này nó sẽ nằm ở đây. Nó ở phần IO XE này. Chúng ta nhìn thấy đây. Đây là cái I48. Cái giá trị bit này nó phải được bật lên. Đấy, thì cái nó mới cho hệ thống chạy theo chiều thuận. Và cái I49 bật lên thì nó sẽ cho chạy theo chiều ngược. Và ở đây nếu muốn chạy thuận thì tôi nhấn X0. Khi tôi nhấn X0 thì I48 này lên 1 thì nó sẽ cho phép chạy thuận. Và với cái tốc độ là bao nhiêu? Với tốc độ ở đây là tôi đang đặt chúng ta phải tra là cái mã tốc độ của cái trục này nó nằm ở UNG1518. Thì chúng ta phải tra ở đây. Log speed. Đây, ở phần jog speed này chúng ta sẽ thấy là nó cái mã mà chạy tốc độ jog của nó thì chúng ta sẽ đặt ở ULG1518. Và ở đây là vì là tôi là slot 4 nên chỗ này sẽ là U4G1518, U4G1518. Và tôi đặt tốc độ ở đây là bằng 400.000. Đấy. Và sau này nếu tôi đặt trên HMI thì tôi chỉ cần thay giá trị này bằng các giá trị khác nhau thì cái tốc độ jog của tôi nó sẽ khác. Còn tương tự như thế, khi mà hệ thống là chạy ngược thì tôi phải bật cái i
49 lên. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát ở đây và chúng ta sẽ thấy rằng là hệ thống của chúng ta, nếu mà tôi nhấn X0, tôi nhấn X0 nhé, thì cái thanh trượt này nó sẽ chạy. Bạn thấy kia, khi tôi nhấn X0, có khi tôi nhấn nút X1. Đấy, nó đang chạy thuận và nó đang chạy ngược khi tôi ấn X1, X0. Thì ở đây các bạn muốn cái tốc độ của nó thay đổi được thì chúng ta sẽ thay đổi ở cái D10. Đây, tôi muốn hệ thống là nó sẽ chạy chậm lại thì chúng ta sẽ kích vào D10. Ở đây là đang là 400 thì tôi đặt là 100.000 thôi. Đây là double word, tôi phải chọn double word. Thì lúc này tôi đặt ở hai cái D10 này đều như nhau, thì khi tăng tốc và giảm tốc, chạy thuận chạy ngược thì cái tốc độ jog của nó vẫn như nhau nhé. Vừa nãy chúng ta đặt tốc độ là 400.000, bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy cái tốc độ của nó sẽ chậm hơn, đúng không ạ? Đấy, tốc độ của nó chậm hơn. Bây giờ tôi đặt nó lên tốc độ cao hơn nhé. Tôi đặt nó là bằng 600.000 đi. Chúng ta thấy cái tốc độ nó sẽ tăng lên một cách rõ rệt, đúng không ạ? Đấy, cái tốc độ nó đã tăng lên rất là nhanh, nhanh hơn. Và cái thời gian tăng tốc giảm tốc của tôi đây, tôi vẫn đặt là 1 giây. Rồi, như vậy là chúng ta cần phải tra được cái mã, cái vùng nhớ mà đặt cái mã tốc độ, mã tăng tốc và mã giảm tốc cho cái tốc độ của chúng ta. Rồi tiếp theo thì ở đây tôi sẽ có cái chế độ homing, gọi về gốc. Gọi về gốc ở đây thì tôi sẽ kết nối với cả một cái nút nhấn là X3. Và khi gọi về gốc thì cái vùng nhớ tôi đặt tìm cái địa chỉ vùng nhớ. Đây là G1500. Đây. Đây chính là cái vị trí, cái điểm mà chúng ta sẽ gọi bắt đầu. UGL khi chúng ta gán cái giá trị K, khi giá trị K 9001 thì ở đây là chúng ta đã cái đây là chúng ta sẽ định vị nó trở về gốc, nó gọi về gốc cái vùng mã này. Đây các bạn sẽ có thể tra cái trong cái catalog của nó. Và khi chúng ta muốn cái hệ thống này nó chạy thì cái I50 này phải được set lên. Cái giá trị này phải được set lên. Vùng nhớ này chúng ta sẽ tra ở đây. Đây, chúng ta thấy là cái giá trị asset 1 này. Bắt đầu chúng ta định vị thì chúng ta phải cái I50 này phải được bật lên. Vì ở đây nó là trục 1. Trục 1 là I50. Tương đương với vị trí slot slot của tôi là slot vị trí là bắt đầu là ở slot 4 nhé. Sẽ là 40. Thì khi mà cái giá trị K9001 này được gắn ở đây thì có nghĩa là cái hệ thống này và cái này được set thì chúng ta sẽ gọi nó mã là về home. Chưa? Và sau khi mà thực hiện xong, sau khi thực hiện xong thì chúng ta sẽ thấy cái x4c. X4c đây là cái gì? X4c ở đây. Đây. Tức là khi cái trục mà chúng ta đang chạy và nó hoạt động, thì cái x4c này nó sẽ lên 1. Và khi sau khi đã hoàn thiện cái trục chúng ta đã dừng lại rồi thì cái x4c này nó sẽ từ 1 về 0, thì chúng ta sẽ bắt cái giá trị đó, bắt cái giá trị x4c này thì nó sẽ bắt cái sườn âm để reset cái trục y cái y40 y50 này đi. Chợ. Còn cái 817.3 này nó là cái gì thì chúng ta sẽ tra ở đây. Cái địa chỉ UGU4G817.3 ở đây chính là cái cờ định vị. Đây, 817.3 đây chính là cái cờ. Khi cái trạng thái cái đây cái trạng thái này nó sẽ báo này. Đấy, thì cái thằng này nó sẽ bằng 1. Bằng 1 thì nó sẽ
từ từ 1 nó sẽ trở về 0. Thì chỗ này nó sẽ bằng 1 và bắt một cái sườn âm của cái thằng x40 x4c này, thì nó sẽ có một xung ở làm cho reset cho cái i50 này đi, thì để chúng ta sẽ định vị được tiếp theo. Hoặc trường hợp đây chúng ta có thể sử dụng reset bằng tay với cái M3.0 này. Thì đây chính là cái phần mà để chúng ta có cái chức năng là gọi về home. Và cái phương pháp gọi về home ở đây là của tôi là tôi đặt phương pháp gọi về home đây. Ở đây cái phương pháp gọi về home ở đây tôi đặt đó là chính là cái scale op op signal detection method, thì đây chính là cái phương pháp mà tôi đã giới thiệu ban đầu. Đấy, đây chính là khi mà bắt đầu có tín hiệu định vị thì nó tăng tốc dần đạt đến giá trị operator speed chúng ta đã đặt và nó sẽ trở về không, sau đó nó sẽ lùi ngược lại giật đi giật lại một vòng. Khi bắt đầu có tín hiệu của cảm biến dock thì bắt đầu giảm tốc này và nó lùi lại này, đi quá cái phần gốc. Ví dụ như ở đây là chúng ta sẽ quan sát cái cách thức về gốc của nó ấy. Chúng ta biết cái cách thức về gốc nhé. Hệ thống đang ở vị trí bất kỳ đây. Thì bây giờ tôi sẽ cho nó về gốc. Đấy, thì chúng ta thấy nó đi quá cảm biến home, sau nó lắc lại. Thì đấy chính là cái cách thức nó về gốc. Đây, chính là cái kiểu về gốc này. Còn chúng ta sẽ có rất nhiều cái cách thức về gốc khác nhau. Ở đây các bạn có thể lựa chọn một trong những cách thức này. Hoặc chúng ta có thể không cần cảm biến dock, chúng ta có thể sử dụng vùng nhớ để chúng ta set cho bất kỳ vị trí nào là gốc cũng được. Rồi. Như vậy là còn tiếp theo đó là trong cái trường hợp mà chúng ta vẫn vẫn chạy bình thường này, nhưng mà đôi khi nó bị quá chạy, bị quá. Ví dụ nhé. Đấy, khi tôi cho nó chạy quá thì các bạn thấy là cái này nó sẽ vượt quá và nó tác động với cái con cảm biến này. Tác động với con cảm biến hành trình này. Thì chúng ta sẽ quan sát ở trên cái module QD77MS này, nó sẽ báo lỗi này. Và như vậy là lúc này chúng ta sẽ phải sử dụng cái tính năng đó là reset mềm. Ví dụ như ở đây là tôi sẽ reset mềm nó này. Các bạn sẽ bật cái này lên. Đấy, ở đây là chúng ta sẽ kích vào phần Error Warning Reset. Đấy. Thì chúng ta cũng có thể reset đi được. Các bạn nhìn thấy không? Ở cái phần module này nó đã mất cảnh báo đỏ. Tuy nhiên rằng để tiện hơn trong cái quá trình mà chúng ta làm, chúng ta không phải bật tắt những cái này lên. Thì tôi sẽ sử dụng. Đây, bây giờ tôi nói hết hết lỗi rồi đúng không? Bây giờ tôi sẽ tạo lỗi nhé. Tôi sẽ cho nó đi quá. Và nó lại báo lỗi. Cái này nó lại báo lỗi, được chưa? Thì cái cảnh báo lỗi của nó ấy, thì nó sẽ nằm ở cái vị trí là 1502. Chúng ta sẽ tìm ở đây. Đây, cái phần acid error reset, tức là reset cái lỗi trục đi, nó nằm ở G1502. Thì chúng ta chỉ cần việc dùng một cái đầu vào X5 và chúng ta múc cái giá trị K1 vào cái ULG1502. L ở đây của tôi bằng 4 nên là chỗ này sẽ là U4G1502, thì nó hệ thống nó sẽ bị reset đi. Đây các bạn sẽ nhìn thấy ở đây cái trục này nó đang báo đỏ đấy đúng không? Thì tôi sẽ nhấn nút reset lỗi này. Đây là cái nút reset lỗi của tôi nhấn này. Đấy, thì ngay lập tức cái đèn này nó cũng sẽ bị mất đi. Đấy cũng là cái cách thức mà chúng ta sẽ có những cái nút nhấn ở bên ngoài cho nó hệ thống ta làm việc nó đơn giản hơn, đỡ ta đỡ phải reset mềm.
Tiếp theo, ở đây tôi sẽ lập trình nó đến cái vị trí post, cái vị trí mà tôi muốn muốn đến này. Đấy. Thì ở đây thì muốn đến thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải nhấn vào x4. Khi nhấn vào x4 thì sẽ set cái giá trị y50 lên, cái trục axit 1 nó sẽ được hoạt động. Và cái vị trí đến của ở đây của tôi sẽ là vị trí thứ nhất. Tôi sẽ set cái vị trí thứ nhất để đến vào cái vùng nhớ U4G1500. Và cái giá trị, cái tọa độ mà nó đến thì tôi sẽ đặt trong cái D200. Và cái tốc độ mà nó đến từ cái vị trí bất kỳ đó, nó đến được cái vị trí post này, thì cái tốc độ của nó là 200.000. Thì tôi có thể, hai cái giá trị mà tôi có thể đạt được đó là tốc độ đến và vị trí đến. Vị trí đến thì đặt ở D200, tương đương với cái vị trí là GULG2006. Và cái tốc độ đến của nó là U4G2004. Thì toàn bộ cái từ đây đến đây là tôi set up cho cái hệ thống nó chạy từ bất kỳ điểm nào đến cái vị trí tôi muốn gọi, vị trí post. Tiếp theo là khi đến cái vị trí mà tôi, khi đến được cái vị trí đấy rồi thì tôi sẽ phải làm một cái giá trị, đó là cái tôi lấy cái giá trị của tức thời của trục. Cái giá trị tức thời của trục thì nó sẽ luôn luôn lưu vào cái giá trị G800, U4G800. Tôi sẽ so sánh bằng với cả cái giá trị tôi đặt. Nếu hai cái giá trị này bằng nhau thì tôi set cho cái M20 lên 1. Khi set M20 lên 1 thì ở đây ấy, thì nó sẽ reset cho cái Y50 và động cơ, cái trục động cơ của chúng ta sẽ dừng hoạt động. Thì đấy chính là cái cách thức mà toàn bộ cái bài điều khiển đó là chạy thuận chạy ngược với tốc độ tăng tốc giảm tốc khác nhau. Tôi sẽ điều khiển lại cái hệ thống này cho các bạn xem. Đây là tôi sẽ reset lỗi này, chạy thuận này, đấy, hệ thống chạy thuận này, chạy ngược này, về home này. Đấy. Sau đó từ vị trí bất kỳ đến post, tôi gọi đến vị trí post này, đến đúng vị trí post này. Và từ vị trí post này tôi có thể cho nó về home này. Đấy. Rồi. Đấy, tôi có thể chạy tăng tốc giảm tốc. Thì đây là toàn bộ cái bài thứ nhất tôi giới thiệu với các bạn. Xin mời các bạn là sẽ đón xem bài tiếp theo. Ở những bài tiếp theo tôi sẽ nâng cái chức năng của cái hệ thống ta lên. Và cuối cùng là cái mục đích cuối cùng là chúng ta sẽ điều khiển nội suy được hai trục một cách nhuần nhuyễn. Đây mới là chúng ta một trục thôi, đây cũng chưa phải là nội suy. Rồi qua cái bài này tôi chỉ muốn các bạn là tìm hiểu về các cái phần cứng trong hệ thống thôi, và các cái định nghĩa trong các cái phép về định vị. Chúng ta chưa đề cập gì nhiều đến các cái cách cái điều khiển nội suy. Rồi xin chào các bạn, nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký và ủng hộ. Xin cảm ơn.